Vâng, em Ngát Ô Tô xin kính chào toàn thể quý vị, quý anh chị bạn đã tiếp tục và quay trở lại đồng hành cùng với em Ngát Ô Tô trong video clip buổi chiều ngày hôm nay nhé. Vâng ạ, thời tiết miền Bắc lại trở về cái không khí mưa nồm. Đấy, thì ngày hôm nay là ngày 24 rồi, 24 tháng Giêng rồi. Sắp hết tháng Giêng rồi đúng không ạ? Và hôm nay em Ngát Ô Tô lên sóng báo giá cho mọi người những cái mẫu xe mới về cửa hàng của em Ngát Ô Tô trong 2 ngày hôm nay. Hai ngày hôm nay thì em chưa báo giá. Hai ngày hôm nay thì cửa hàng về khá là nhiều những mẫu xe giá rẻ phục vụ bà con nhà mình nhé. Đấy, từ những dòng xe hatchback đến dòng xe sedan, tự động số sàn đều có cả nhé. Bác nào quan tâm đến mẫu xe nào liên hệ trực tiếp với em Ngát Ô Tô qua số điện thoại là 0866010016 nhé. Xe bên em thì chuyên mua và bán những dòng xe cũ đã qua sử dụng tài chính tầm khoảng 300-400 quay đầu. Đấy, bác nào đang có nhu cầu mua xe hoặc bán xe thì có thể alo cho em. Và đây không để mất thời gian của mọi người nữa nhé, thì em sẽ đi vào báo giá chi tiết cho mọi người những mẫu xe mới về cửa hàng trước nhé. Đây ạ, giới thiệu cho mọi người một chiếc xe phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Kia Morning đời 2012 với động cơ máy của nó là 1.1 4 máy nhé. Tư nhân, biển Hải Phòng, chủ đủ chất hồ sơ thoải mái, màu xanh dương rất là đẹp luôn. Độ phun đồ rồi, la đăng đúc hoa mai. Đấy, màn hình Android xịn sò, nội thất đẹp. Máy gầm đại chất luôn. Con này thì chủ xe mới làm máy nhé các bác nhé. Chủ xe mới làm máy cho nên là máy của nó đại chất. Đấy, trần bọc trần da. Đấy, máy gầm đại chất luôn, đời 2012 mà giá tầm khoảng loanh quanh trên 100 một chút thôi. Đấy, bác nào đang có tài chính tầm khoảng trên 100 thì alo cho em nhé. Đấy, độ cạn này. Đấy, la răng hoa mai này, đăng kiểm giá đến cuối năm các bác nhé. Đăng kiểm đến cuối năm. Đến tháng 12 2024 cơ. Đấy, mới đăng kiểm xong đấy ạ. Vâng, tiếp tục đây em giới thiệu cho mọi người một chiếc xe vừa cập bến tại cửa hàng xong. Con này là một chiếc xe Daewoo Lachetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn bản SE. Một chiếc xe phải nói là xuất sắc luôn các bác. Nó là hai chủ nhưng mà con này phải nói là nó còn đẹp hơn một chiếc xe mà một chủ luôn các bác ạ. Đẹp xuất sắc nhá. Chủ xe thì mới bảo dưỡng tất cả toàn bộ xe lên đến tầm khoảng gần 30 triệu. Nhưng mà bác chủ là con trai bác ấy cho tiền mua xe mới cho nên bác ấy bán thì bác rất là tiếc luôn. Một chiếc xe đẹp xuất sắc luôn các bác ạ. Đấy, phải nói là một chiếc xe đẹp hiếm có luôn. Lachetti SE đời 2010, giá là 169 triệu đồng các bác nhé. 169 triệu đồng. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Ngát nhé. Bao đẹp cho mọi người luôn. Dàn lốp mới cả dàn, lốp dép mới cả dàn, la răng đúc này. Đấy, đây các bác xem này. Con này thì zin 100%, không mất một phân chỉ nào. Máy số zin và thân vỏ đều zin các bác nhé. Con này máy vẫn còn zin đấy ạ. Đấy, bác chủ xe này, bác đi con này là 10... bác đi con này là 12, 13 năm. Bác mua từ đời 2013. Con này thì nó sản xuất 2010, cuối năm 2010. Nó tháng 12, 2010. Đấy, thì chủ xe đầu đi được 2 năm. Chủ xe đầu đi 2 năm và bác ấy mua là coi như là bác ấy mua của chính chủ ở gọi như hàng xóm ấy, bác mua của bác hàng xóm đi. Đấy, bác mua cái thời điểm đấy nó rơi tầm khoảng 500 mấy đấy. Bác bảo là bác mua 500 mấy bây giờ coi như chỉ có hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Lachetti SE 2010 siêu đẹp. Phải nói đẹp xuất sắc luôn các bác nhé. Đấy, bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho Ngát. Sở hữu ngay cái mẫu xe này. Xe vừa về em chưa dọn, chưa làm gì hết. Đấy, các bác nhìn xe tổng thành xe các bác xem này. Chưa hề dọn nhé. Đấy, con này thì em đi mang đi dọn nội thất một chút nữa nhé. Tiếp tục đây em có một chiếc xe, một cái mẫu xe, con này là con Vios bản E đời 2009 cũng mới về. Con này là một chiếc xe bản E nhé. À đời 2007, xin lỗi mọi người, đời 2007 nhé. Form nó lên form mới rồi. Đấy, đời 2007. Và giá con này là 155 triệu. Rất là rẻ luôn. 155 triệu đồng. Vios bản E nhé các bác nhé. Đấy, bản đủ đấy ạ. Một chiếc xe bản đủ nhé. Sản xuất 2007, 155 triệu đồng thôi. Rất hợp lý luôn đúng không ạ? Vâng, còn rất nhiều những mẫu xe mới về nữa. Đây, con này con Kia Morning đời 2019 này. Con này thì tư nhân, gia đình sử dụng, không khoan được và không có được màu. Đời 2019 và giá loanh quanh con này thì trên 200. Trên 200 triệu. Morning 2019 số sàn máy 1.25. Giá của nó là 215 triệu các bác nhé. 215 triệu đồng. 215 triệu đồng cho mẫu xe Kia Morning đời 2019 này. Bác nào quan tâm thì có thể tham khảo. Vâng, đây là một chiếc xe Vios bản Limousin đời 2009 này. Con này thì là một chiếc xe lên full đồ rồi, như là răng màn hình đầy đủ hết nhé.
xe dịch vụ hoàn lương và giá loanh quanh tổng khoảng 145 triệu thôi. Con này con Lacetti nhé, con này con Lacetti nhập khẩu số tự động. Con này sản xuất 2010, giá là 190 triệu đồng. Lacetti phiên bản CDX nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, số tự động máy 1.6, 190 triệu. Tư nhân chính chủ biển Quảng Ninh. Khuyên đá CN 2019 phiên bản số sàn động cơ máy 1.4. Con này thì giá chào bán tầm khoảng 320 triệu, hồ sơ rất cầm tay rồi. Màu trắng xịn nguyên bản, không có đổi màu nhé các bác nhé. Đây, tầm khoảng 320 triệu này. Và trong khu vực này thì em sẽ báo giá cho mọi người những dòng xe một đầu nhé. Đấy, con này là con Kia Morning đời 2018 này. Giá là 190 triệu nữa các bác nhé. Đời 2018, 190 triệu đồng. Kia Morning. Đấy. Matiz này, giá loanh quanh tầm khoảng 55 triệu này. Đây Matiz nhé, 55 triệu. Hôm qua em cũng mới về một chiếc xe Matiz 2005, con này thì con này 2006 này. Con đấy thì em bán rồi, 40 mấy triệu, con này thì 55 triệu ạ. Hyundai i10 các bác nhé, Hyundai i10 đời 2015, động cơ 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn nhé. Con này thì giá chào bán tầm khoảng 179 triệu đời 2015. Đấy, độ la răng đúc khá là đẹp. Sơn xin sạch đẹp sáng bóng này. Xe này cũng mới về đấy các bạn. Con này cũng mới về nhé. Đời 2015 các bác nhé. Đấy. Giá là 179 triệu. Biển của Phú Thọ này. Đấy, lên full đồ rồi. Con này là con i10 tự động đời 2015. Đấy, con này lên quanh tầm khoảng 270 triệu đời 2015. Số tự động. Vâng đây. Đây là một chiếc xe Mitsubishi Mirage đời 2012. Phiên bản tự động máy động cơ máy của nó là 1.2 nhé. Đời 23. Con này loanh quanh tầm khoảng 201 thôi, 215 triệu. Tiếp tục đây em có một chiếc xe Kia Morning đời 2016 các bác nhé. Con này hồ sơ cầm tay sẵn rồi. Morning đời 2016 động cơ máy 1.25. Đấy, con này giá chào bán là 185 triệu này. Hyundai Grand i10 đời 2014 các bác nhé. Đời 2015 ạ, con này đời 2015. Mà giá con này là 179 triệu này. Đời 2015 số sàn máy 1.0 nhập khẩu của Ấn. Tiếp theo em đang có một chiếc xe Kia Morning đời 2011 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản số sàn máy 1.0. Con này loanh quanh tầm khoảng 145 triệu này. i10 này, i10 màu đỏ đấy các bác, đời 2015 nhé. Con này thì cũng tầm khoảng 175 triệu. Kia Morning đời 2013, con này loanh quanh tầm khoảng 145 triệu đồng các bác nhé. Morning đời 2013, 145 triệu. Đấy, xe dịch vụ hoàn lương nhé. Lacetti SE, con này đời 2010 nhé. Đấy, con này đời 2010 và giá là 160 triệu đồng nhé. Đấy, đăng kiểm đến tháng 1/2025, 165 triệu đồng. Kia Lacetti nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, số sàn máy 1.6. Đấy. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Gentra đời 2009 và mức giá đang chào bán con này chỉ có tầm khoảng 115 triệu thôi. Đây là một chiếc xe Kia Sorento, con này thì đời 2020, vâng ạ, với giá tiền là 298 triệu. Kia Sorento đời 2020 máy 1.4, đời rất là cao, giá tiền loanh quanh tầm khoảng 298 triệu thôi. Hyundai Venue các bác nhé. Con này là Hyundai Venue nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, phiên bản số sàn máy 1.4, form mới, giá chào bán là 175 triệu đồng nhé. Toyota Vios bản E bản CVT đời 2018 và giá con này em chào bán tầm khoảng con này em chào bán tầm với mức giá là 395 triệu. Đây bên dành bên ngoài này là dành cho khu vực 7 chỗ này. Đây các bác này, con này là con Innova nhé. Con này mới về. Đấy, Karen này, Karen em mới về một chiếc xe gia đình sử dụng này, biển Thanh Hóa này. Con này đời 2016 này, giá là 279 triệu này. Kia Karen, con này thì tư nhân gia đình sử dụng, một chủ từ đầu, màu nó là màu lông chuột. Đấy, hơn 200. Innova đời 2010, bản G số sàn các bác nhé, giá loanh quanh tầm khoảng 201 thôi. Con này là con Innova đời 2014 bản G số tự động này. Con này thì em đang chào bán tầm khoảng 385 triệu này. Đấy, số tự động các bác nhé. Innova tự động đời 2014. Đó, biển Hà Nội ạ. Và tiếp theo đây em có một chiếc xe Innova đời 2016 form mới nhé. Xe dịch vụ hoàn lương nhưng mà xe khá là đẹp luôn các bác.
Cái này thì nó là Mai Linh ra. Hồ sơn rất cầm tay rồi. Bây giờ nó trang bị cái màu màu xám. Giá loanh quanh tầm khoảng 415 triệu thôi. Và đây là một chiếc xe Innova đời 2009 bản G. Đấy, con này bản đủ nhá. Giá chào bán cho mẫu xe này chỉ có tầm khoảng 210 triệu đồng thôi. À 199 triệu xin lỗi mọi người. 199 triệu nhá. Bên cạnh đây là một chiếc xe Innova đời 2009 này. Đấy, bản G số sàn, con này thì đang chào bán tầm khoảng 225 triệu. Innova đời 2015 bản G nhé các bác nhé. Con này bản G số sàn, động cơ 2.0 và giá chào bán là 285 triệu. Tiếp tục đây là một chiếc xe Honda CRV đời 2007 với động cơ máy của nó là 2.0, con này giá chào bán là 245 triệu. Toyota Fortuner đời 2013 phiên bản số tự động các bác nhé, với động cơ máy của nó là 2.7 và giá chào bán cho mẫu xe Fortuner này là 405 triệu. Con này là con Toyota Jay bản GL đời 2005, 150 triệu. Và đây là một chiếc xe Innova bản E đời 2016 form mới, xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Con này là không khoan đục, không có đổi màu, zin cả xe không lỗi, giá chào bán là 430 triệu nhé. Vâng ạ, còn rất nhiều những cái mẫu xe khác thì xin mời các bác có thể giữ máy nhé. Các bác có thể giữ máy mà chờ em một chút thôi. Em sẽ đi ra bên ngoài này quay cho mọi người những mẫu xe mà bên ngoài này. Đấy. Còn khá là nhiều những mẫu xe giá rẻ. Đợt này cửa hàng em về rất là nhiều và bán ra khá là nhiều. Chiều nay là em chốt cho một cái bác ở Hà Nội, bác chốt 5 mẫu xe tự động. Đấy, Morning, mấy cái mẫu xe Morning tầm tiền hơn 100 các bác chốt hết rồi. Bác chốt 5 mẫu xe tự động thì bác về tập lái. Con này là con 5 chỗ gầm cao này. Con này là con xe Hyundai Tucson 2010, động cơ máy 2.0, số tự động. Đấy. Máy xăng, tự động 2 cầu. Giá con này chào bán là tầm khoảng 350 triệu. Con Cruise này em bán rồi nhá. Cruise này nhận cọc rồi này. Cruise tự động này. Vios nhá các bác nhá. Toyota Vios bản limo lưng đời 2010 nhá. Con này thì em đang chào bán tầm khoảng 155 triệu đồng này. Đấy, bản limo đời 2010 thì limo thì con nào cũng dịch vụ taxi nhé, nhưng con này cũng thế thôi, đều là dịch vụ hoàn lương cả. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Vios bản bản G đời 2014, con này thì là một chiếc xe bản thiếu máy 1.3, đấy giá chào bán cho mẫu xe này là 245 triệu nhé, 240 triệu đồng. Hyundai Avante đời 2013 số sàn máy 1.6 nhé, con này thì về khá là lâu rồi. Em đang cũng đang giảm giá còn 220 triệu. Mazda. Một chiếc xe Mazda 3 đời 2013. Phiên bản tự động, máy của nó là 1.6 nhá. Tư nhân biển Hải Phòng, giá tầm khoảng 301 thôi. Đấy, xe tư nhân chính chủ gia đình đi. Con này là con Kia Rio đời 2010 sản xuất 2015, phiên bản số sàn máy 1.4, giá là 239 triệu đồng cho mẫu xe Kia Rio. Nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc nha các bác nhé, số sàn. Đấy. Tiếp theo đây em có một chiếc xe Chevrolet Cruze đời 2010, trang bị hộp số sàn. Với động cơ máy của nó là 1.6 các bác nhé. Đấy, Chevrolet Cruze. Và giá nó chào bán cho mẫu xe này thì với giá chỉ có 185 triệu thôi. Vâng, con này là một con xe Ford EcoSport đời 2014 với động cơ máy của nó là 1.5, phiên bản số động 5 chỗ gầm cao nhé. Voi EcoSport con này em đang chào bán tầm khoảng 315 triệu đồng. Đấy, 315 triệu đồng cho mẫu xe Voi EcoSport 5 chỗ gầm cao. Đấy, bác nào yêu thích một xe gầm cao ạ. Chúng ta có một chiếc xe Hyundai Avante đời 2011 số động. Đây ạ, con biển Thanh Hóa này, với động cơ máy 1.6 các bác nhé. Giá loanh quanh tầm khoảng 275 triệu thôi. Đấy, Hyundai Avante. Bên cạnh đây em có một chiếc xe Hyundai Veloster đời 2011 phiên bản số tự động, với động cơ máy của nó là 1.6, con này lăn quanh tầm khoảng 300 trên 300 nhé. Vâng, tiếp theo đây xin mời các bác ra bên ngoài này ạ. Con này là con Chevrolet Cruze. Chevrolet Cruze đời 2018 này. Đấy, biển Hòa Bình này. Cruze đời 2018 số sàn với động cơ máy 1.6 ạ, form mới các bác nhé. Giá chào bán cho mẫu xe Chevrolet Cruze này là 298 triệu các bác nhé, 295 triệu ạ, 295 triệu đồng. Chevrolet Cruze đời 2018. Y10 là em qua nhận cọc rồi này, Y10 bán rồi ạ. Con này
là con Chevrolet Cruze đời 2015 phiên bản tự động các bác nhé. Số tự động với động cơ máy 1.8 này. Con này đang chào bán tầm khoảng 275 triệu đồng. Đấy, Chevrolet Cruze đời 2015 số tự động. Vâng, một chiếc xe Kia K3 đời 2016 ạ. Con này thì động cơ 1.6 các bác nhé, giá là 370 triệu đồng nhé. 370 triệu đồng. Kia K3 đời 2016. Đấy, số tự động máy 1.6. 370 triệu. Kia Sedato con này đời 2009 phiên bản tự động nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc với động cơ máy 1.6 và con này đang chào bán tầm khoảng 250 triệu đồng. Vâng, và đây là một chiếc xe City các bác nhé, Honda City đời 2016 nhé, phiên bản số tự động với động cơ máy 1.6, con này mang động cơ 1.5 và em đang chào bán với mức giá chỉ có 365 triệu thôi. Con này con Lacetti Việt đời 2009, 125 triệu, động cơ 1.6, Lacetti Việt. Và đây là một chiếc xe Hyundai Venna nhập khẩu của Hàn Quốc đời 2008 và giá lên quanh tầm 115 triệu đồng. Đây con Gentra X này thì đáng hồ. Đấy, đây có một bác mua 5 xe tự động về tập lái và về đóng vào trường lái đấy. Con này là con Lacetti các bác nhé, Daewoo Lacetti đời 2009 nhé. Đấy, trang bị hộp số sàn với động cơ máy 1.6 đây. Con này thì em đang chào bán tầm khoảng 155 triệu đồng các bác nhé, 155 triệu. Samsung SM3 nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc phiên bản tự động máy 1.6 ạ. Con này đời 2014 ạ và giá chào bán cho mẫu xe Samsung này là 255 triệu. Vios E đời 2014 các bác nhé. Con này em đang chào bán tầm khoảng 265 triệu đồng nhé. Đấy, Vios E 2014 ạ. Tiếp theo là một chiếc xe Lacetti đời 2010 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc phiên bản số sàn và giá là 165 triệu đồng. Đấy, Lacetti SE đời 2010. Vâng, vừa rồi em ngắt ô tô vừa tranh thủ quay nhanh báo giá tổng hợp những mẫu xe đang có trong cửa hàng của em ngắt ô tô ngày 24 tháng Giêng đúng không ạ? Các bác nhà mình quan tâm đến mẫu xe nào alo trực tiếp cho em ngắt ô tô qua số điện thoại là 0866010016 ạ. Để được sở hữu ngay cho mình những cái mẫu xe này vừa tốt nhất các bác nhé. Và trước khi kết thúc video, rất mong mọi người ủng hộ trên bằng cách like kênh, chia sẻ kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho em ngắt ô tô nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác trong cái mẫu giờ lần sau nhé.